Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc KoreaShop24h và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị huyết áp thấp. Thưa các bạn, nếu như các bạn đang là một người gặp phải tình trạng huyết áp thấp hay đã từng bị huyết áp thấp thì hẳn bạn sẽ thấy rằng là ở những hậu quả mà căn bệnh này mang lại vô cùng nghiêm trọng, đúng không ạ? Cũng như là việc khi mà bạn có một cơn huyết áp thấp xảy đến thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của bạn cũng như là cuộc sống của bạn. Và huyết áp thấp có thể xảy đến từ nhiều nguyên nhân, có thể là do chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt cũng như là do cơ thể của bạn không có đầy đủ dưỡng chất. Làm như nào để có thể là điều hóa huyết áp được tốt hơn cũng như là điều trị huyết áp thấp thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị huyết áp như thế nào nhé. Như trong các video trước đây Kiều Anh có chia sẻ, dòng sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng này là một trong những dòng sản phẩm được xuất xứ từ Hàn Quốc và được chiết xuất từ nấm linh chi, một trong những loại nấm vô cùng quý hiếm và có công dụng vô cùng tốt với sức khỏe của con người. Và các nghiên cứu thì đã chứng minh rằng trong nấm linh chi có chứa hợp chất germanium hữu cơ cao gấp 8 lần so với nhân sâm. Đặc biệt, trong linh chi còn chứa 119 vi khoáng chất, các axit amin, vitamin vô cùng tốt cho sức khỏe của con người, hỗ trợ điều trị một số vấn đề về cơ thể cũng như là giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Vâng, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và chính từ những tính chất này thì nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã kết hợp lại và sản xuất ra dòng sản phẩm Cao Linh Chi như bên cạnh Kiều Anh đây. Đối với những người gặp phải tình trạng huyết áp thấp, khi sử dụng dòng sản phẩm Cao Linh Chi này thì nó sẽ cung cấp vitamin, các dưỡng chất, bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đồng thời là các hợp chất germanium hữu cơ sẽ đi sâu vào cơ thể và điều hòa lại huyết áp của bạn, cũng như việc là các vitamin hay là các vi khoáng chất sẽ giúp cân bằng lại tình trạng sức khỏe của bạn, từ đó sẽ làm giảm những cơn huyết áp thấp xuất hiện. Và tất nhiên rồi, với sản phẩm này thì những người huyết áp thấp hãy nhớ cho Kiều Anh nhé, đó chính là chúng ta nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút để có được tác dụng tốt nhất. Và sau khi sử dụng thì các bạn sẽ thấy rằng là những cơn huyết áp thấp sẽ xuất hiện ít hơn, đồng thời là sức khỏe của bạn sẽ được tốt hơn. Ngoài việc là hỗ trợ điều trị huyết áp thấp như Kiều Anh vừa chia sẻ, thì khi chúng ta sử dụng nó còn có tác động đồng thời lên cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như là việc là hỗ trợ cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng, giải độc gan, giải độc cơ thể, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt đối với những người mà sau khi ốm dậy hay cơ thể thường xuyên ốm yếu thì dòng sản phẩm Cao Linh Chi này sẽ cung cấp các hợp chất, các dưỡng chất, các vitamin thiết yếu. Không chỉ vậy, đặc biệt sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng lần này được thiết kế trong hộp gỗ màu trắng như bên cạnh Kiều Anh đây, vô cùng sang trọng cũng như là thanh lịch. Bạn có thể sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là làm quà tặng cho sếp của mình. Rất thanh lịch đúng không ạ? Và với sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé, là với những người huyết áp thấp chúng ta nên uống trước bữa ăn 30 phút và mỗi ngày thì chúng ta nên uống từ 1 cho đến là 2 lần. Và tất nhiên rồi thì trong quá trình sử dụng các bạn cũng hãy nhớ rằng khi đã mở hộp Cao Linh Chi ra chúng ta nên bảo quản ở trong môi trường tốt, ở trong nhiệt độ phòng bình thường. Và để được tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại thì hãy nhớ cho Kiều Anh đó chính là pha với nước ấm, đồng thời kết hợp chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt lành mạnh. Kiều Anh tin chắc rằng bạn sẽ có một sức khỏe, một cơ thể khỏe mạnh. Với sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng, các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của KoreaShop24h là 0904 363 985 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này cũng như là nhận được những ưu đãi nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết rõ hơn tại sao dòng sản phẩm này lại có công dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh huyết áp thấp. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.